Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm một bài mồi thơm chiên câu cá trôi, chép, chấm và rô phi nha các bạn. Thành phần của chúng ta gồm có như sau. Đây là cắm chim nha các bạn. Cắm chim còn gọi là cắm trứng. Đây là thức ăn nuôi chim nha các bạn. Lại có tem trắng nè. Trong trong gói cắm chim này nó có trứng gà, quả dâu chín, đậu tương, bột tôm, bột ngô, bột nhuộm tầm, vitamin tổng hợp, khoáng tổng hợp nha các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị mình hai lạng cắm chim nha. Bây giờ các bạn cho cắm chim này vào trong cái thau này cho mình. Đây. Hai lạng nha các bạn. Rồi, hai lạng cắm chim. Xong rồi, bây giờ bạn bị mình nước đun sôi nha. Đây là nước sôi nha các bạn. Xong rồi các bạn chế nước sôi vô cho mình. Đó. Ít nước sôi vô. Cắm chim ta nó dẻo. Xong rồi các bạn trộn đều lên cho mình. Trộn đều lên để cho cắm chim ta nó nở ra nha các bạn. Đó các bạn để khoảng 2 phút cho con chim ta nở ra nha các bạn. Sau khi cắm chim ta đã nở ra được như thế này rồi các bạn. Đây. Đây. Bạn bị mình trứng gà nha, một quả trứng gà như thế này nha các bạn. Một quả nha. Đó, một quả trứng gà. Xong rồi các bạn dùng muỗng nè, các bạn trộn đều lên. Các bạn nên nhớ là các bạn bỏ cái thành phần nào vào thì các bạn hãy trộn mà đều thành phần nó lên để cho muỗng ta được hòa quyện vào với nhau. Khi đó các bạn câu cá nó mới đạt cái hiệu quả cao nhất được. Rồi. Bây giờ các bạn bị mình một gói ngũ cốc dinh dưỡng như thế này. Rồi. Các bạn cũng cho cốc vô cho mình luôn. Đây nha các bạn. Đó. Các bạn cũng trộn đều lên. Đây là cái bài mùi thơm mình đã đi test rất là nhiều lần rồi và không có ngày nào sợ bị móm. Các bạn nếu thấy hay hãy nhớ like và làm trải nghiệm cùng mình nha. Đó, các bạn cứ trộn thật là đều lên là được. Sau khi các bạn đã trộn đều cái này lên xong rồi, các bạn chuẩn bị cho mình sữa chua nha các bạn. Đây là sữa chua Vinamilk có đường nha. Đây là hộp này có đường nè. Các bạn cho một ít sữa chua vô thôi, không cần nhiều. Đó, ít thôi. Đây. Cái muỗng này các bạn. Cho hai muỗng sữa chua vô thôi. Đó. Rồi ok, hai muỗng sữa chua. Đó, các bạn cũng trộn đều lên nha các bạn. Đó. Cái bài mồi này thơm này rất hợp cho các bạn câu đơn đài và câu chùm nho nha các bạn. Chứ chứ câu đăng xe thì các bạn phải làm rất là nhiều mồi. Đó. Này dành riêng cho các bạn thích câu đơn đài đó và câu chùm nho. Tại vì nó loại mồi các bạn, dễ câu. Dễ làm nữa. Rồi xong rồi. Đây là bơ tường ăn nha các bạn. Đây. Với cái bơ tường ăn này thì các bạn cho mình khoảng chừng một ít bơ tường ăn thôi. Không cần nhiều. Bao nhiêu đây nha các bạn. Đó, nhiêu đó bơ tường ăn nha. Rồi, ok. Xong rồi các bạn cũng trộn đều lên cho mình. Đó. Trộn thật là đều lên là ok nha các bạn. Đó, sau khi các bạn đã trộn đều lên xong như thế này rồi, các bạn chuẩn bị mình D1 nha các bạn. Đây là mồi câu D1 nha. Nè,
mồi câu D1, cá chép, cá phi, cá chấm trôi, đó. Tất cả các loại cá nó đều thích ăn cái gói mồi câu cá D1 này. Và mình cũng đã thử và test thử rất là nhiều lần rồi. Mình lên được 4 lạnh luôn rồi các bạn nha các bạn. Các bạn làm và các bạn coi thử nha. Bây giờ các bạn cho D1 vô cho mình. Một ít D1 thôi. Để chúng ta tạo cái mùi thơm. Đó. Không cần nhiều đâu nha các bạn. Đây. Cái đối với cái gói D1 này nó chỉ có 15.000 đồng một gói thôi nha các bạn. Các bạn nào chỗ nào mua mắc hơn thì chỗ đó thì nó bán mắc cái nha các bạn. Chỗ mình mua chỉ có 15.000 thôi. Và mở ra bên trong nó có màu hồng và nó bay mùi lên mùi hương dâu. Đó, D1 này bay lên mùi hương dâu đã lắm các bạn à. Các bạn câu cá thì rất ok. Bao móng luôn. Lên rất là nhiều cá, rất là khoái. Mình câu là mình biết, mình trải nghiệm cho các bạn nha các bạn. Các bạn cho D1 vô cho mình. Bắt D1 thôi. Rồi. Để tạo cái mùi thơm nha các bạn. Xong rồi các bạn cũng trộn đều lên cho mình. Đó. Thì các bạn câu đơn đài thì các bạn làm mồi nhẹ, mồi mềm ra. Đó, nó sẽ kích thích cá ăn nhanh hơn và nhiều hơn. Và khi thấy nó ăn vô rồi bạn giật nó dễ dính hơn. Đó. Và mồi này trộn và câu liền. Chứ không có cần ủ gì hết. Có thể các bạn nào mà thích câu cá trôi nhiều á, trôi với chấm nhiều thì các bạn làm xong rồi á thì các bạn ủ qua mình 2 giờ. 2 giờ sau các bạn hãy đem đi câu. Đó. Đó. Cái nguyên liệu cuối cùng của bay mồi thì đây là gói chép tàu hương dâu. Với gói chép tàu hương dâu này các bạn cho mình một ít để phủ bên ngoài. Rồi. Như vậy là xong rồi đó. Là có ngay một bài mồi thơm để chúng ta câu cá chiên, cho chúng ta câu cá trôi, chép, chấm và rượt phi. Rất là nhạy nha các bạn. Các bạn trải nghiệm thử nha. Bạn bỏ chép tàu vô cho mình luôn. Đó. Bạn rắc sơ sơ lên bên ngoài, phủ bên ngoài cái lớp áo đó các bạn. Đó. Rồi xong rồi các bạn trộn đều lên cho mình. Đó. Bạn thấy không? Mồi chúng ta rất là dẻo luôn. Rất thích hợp cho chúng ta câu đơn đài và câu chùm nho. Cho nó lợi mồi các bạn. Đỡ tốn mồi, khi cái ăn sẽ dễ dính hơn. Đó. Các bạn cứ dùng tay như nè, bóp cho mồi chúng ta nó thật là nhuyễn ra. Như vậy là có ngay một bài mồi để chúng ta đi câu cá rồi. Được, rất cũng khá là đơn giản thôi, không có tốn kém nhiều. Đó. Thì mình cũng đã đi test cái bài mồi này rất là nhiều lần rồi. Coi như hầu như là vài trăm lần rồi, cả ngàn lần rồi. Thì nó không có sợ bị móm cá. Thì bài mồi này nó rất là nhạy với lại cá trôi và cá chấm. Rô phi mì dinh. Còn cái chép, tỷ lệ chép ăn bài mồi này chỉ có 30% thôi. Đó nha các bạn. Đó thì mình nói trước để cho các bạn biết. Thì bài mồi này nó hiệu quả như mức độ nào. Và cũng có rất nhiều anh em khác đã test lên được cá thành công. Lên rất lên được cá trôi trắng và trôi đỏ. Lên được cá chép 4 ký mấy. Đó. Lên rô phi 7-8 lạng ký. Mè dinh con nửa ký 7-8 lạng. Vì mình thường như bạn. Đối với cái hồ tự nhiên. Cái hồ mà cá mà nó lại mà nhát ăn các bạn nè. Đã có ngay một mồi để chúng ta đi câu cá rồi. Khá chi là đơn giản luôn. Không có tốn quá nhiều tiền cho các bạn đâu. Đây là cái bài mồi này rất là thơm các bạn nè. Nó có một cái mùi gọi là mùi thơm tanh. Đó. Nhưng mà mình gọi đây là bài mùi thơm. Tại vì rất là thơm. Đó. Thì ngày hôm nay mình có cái bài mồi này nó đơn giản mà nó hiệu quả. Thì mình chia sẻ lên cho các bạn xem tham khảo. Và các bạn xem thì nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh
để giúp kênh của mình sớm đạt 100.000 người đăng ký nha các bạn. Xin chào và mình xin chúc cho tất cả các anh em và các bạn, những ai đang theo dõi những kênh của mình, những anh em mới vào xem câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi này của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.